với một nửa siêu anh hùng của Marvel, nhưng lại không tìm được đối tượng kết hôn. Bạn trai cũ tính lại thì cũng có khoảng 19 người. Đây cuối cùng là người phụ nữ kỳ quặc nào thế? Alai là một cô gái xinh đẹp, ở trước mặt bạn trai thì thể hiện bộ dạng đẹp nhất. Cô ấy luôn dậy trước để trang điểm, rồi lại quay lại giường, giả vờ như vừa mới tỉnh. Dù như thế, cô ấy vẫn như cũ không thoát khỏi đám đàn ông khốn. Một hôm Alai đến công ty, nghe nói hiện tại công ty phải giảm biên chế, Alai lo lắng mình sẽ bị cắt giảm. Kết quả là sợ cái gì thì cái đó tới, cô bị sa thải rồi. Alai buồn ngồi trên tàu điện ngầm về nhà. Trên tàu điện không có gì làm nên lật tới lật lui quyển tạp chí. Trên tạp chí viết số lượng đàn ông bình quân trong đời người phụ nữ đã từng ngủ là khoảng 10.5 người. Bà chị bên cạnh nói như thế thì cũng nhiều quá rồi. Alai phản bác, 10.5 người thì cũng quá ít rồi. Bởi vì Alai đã từng ngủ tới 19 người. Tối đó ở buổi tiệc, bạn bè rảnh rỗi ngồi nói chuyện, người phụ nữ đã từng ngủ từ 20 người đàn ông trở lên thì xác suất có đến 96% không gá đi được. Alai cảm thấy mình mới ngủ với 19 người, vẫn còn cơ hội cuối cùng. Đồng thời còn xác định người thứ 20 chính là đối tượng kết hôn của cô. Kết quả là tự đánh vào mặt. Đêm đó, sau khi uống rượu không kiểm soát được nên ngủ với ông chủ cũ của mình. Alai sau khi tỉnh dậy thì xem xét có nên ở cùng một chỗ với ông chủ cũ không. Nhưng mình thấy anh ta quái gở, áp ôn, nên thôi bỏ qua đi. Ban ngày lúc Alai đang chọn bánh kem với em gái thì gặp bạn trai cũ của mình. Người bạn trai cũ này trước đây là một tên mập, bây giờ trở nên vừa ốm vừa cao lại còn đẹp trai. Quả nhiên người béo đều là những cổ phiếu tiềm năng. Điều này cũng cho Alai một cách mới. Tuy đã ngủ đủ 20 người rồi, thế thì tìm trong 20 người tiền nhiệm đó một đối tượng kết hôn phù hợp thôi. Về nhà, Alai liền lên mạng tìm kiếm thông tin gần đây về những người bạn trai cũ. Nhưng biển rộng mênh mông, biết tìm ở đâu đây. Lúc này người hàng xóm ở đối diện nhà Alai, Colin, vừa hay đến nhà cô trốn nợ tình cảm. Biết Colin đến từ một gia đình cảnh sát, nên liền quyết định để anh ta giúp đỡ. Hai người hẹn nhau, Alai giúp Colin trốn nợ tình, Colin giúp Alai tìm thông tin liên lạc bạn trai cũ. Colin quả nhiên lợi hại, không bao lâu liền làm liền tư liệu về bạn trai cũ của Alai. Colin giúp Alai tìm được người bạn trai cũ là ảo thuật gia. Anh chàng ảo thuật gia này vẫn không có tiến bộ, 9 năm qua vẫn là một người bán rượu, vẫn ở quán bar dùng mấy trò ảo thuật nhỏ để lừa con gái như cũ. Tiếp tục tìm kiếm, người bạn trai cũ này là một người anh chính gốc. Lúc Alai với anh ta hẹn hò, luôn ép mình nói giọng anh đến vẹo mồm, nói chuyện với anh ta thì liền chuyển thành ngữ điệu khác. Rõ ràng cực kỳ ngại ngùng, cuối cùng hai người đành chia tay không vui vẻ gì. Colin đưa Alai đi xem búa rồi để giải tỏa, gặp được một người bạn trai cũ khác. Người bạn trai cũ này bất kể lúc nào đều cầm một con rối, nói chuyện cũng không cách nào nói chuyện với mình cho xong, trực tiếp bỏ qua. Tiếp tục sàng lọc từng tầng, Alai ở trong thư viện ngẫu nhiên gặp người bạn trai cũ da đen. Người bạn trai cũ này thể hiện rất nhiệt tình với Alai, được tặng lễ phục cùng tham dự tiệc. Alai cho rằng lần này có cơ hội rồi, nhưng ai ngờ anh chàng da đen này nói với cô mình thực ra là gay, vì để che đậy thân phận gay của mình nên muốn kết hôn với Alai. Điều này khiến Alai tổn thương, cô buồn bã trở về nhà. Ai ngờ Colin chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Alai thích nhất những bức tượng đất sét, còn chuyên chú đàn cho cô một bài hát. Hai người cùng nhau chơi bóng rổ, nhảy xuống nước, bọn họ cực kỳ hiểu ngầm nhau, tình cảm cũng không ngừng tăng lên. Nhưng Alai vẫn luôn tuân thủ giới hạn tình bạn. Alai phát hiện Colin che giấu cô người được chọn phù hợp nhất rách trong số bạn trai cũ. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau rồi mỗi người đi một ngả. Rách này quả nhiên là một người tình mẫu mực hoàn mỹ, không chỉ đẹp trai nhiều tiền mà còn cực kỳ thật lòng với Alai. Ngay cả mẹ của Alai cũng rất thích rách trong hôn lễ của em gái. Alai nghe lời tỏ tình kỳ quái của hai bên, cảm động rơi nước mắt. Alai với Jack đang hôn nhau, nhưng trong não Alai toàn là hình ảnh của Colin. Cô nhận ra được người cô yêu là Colin, cô giải thích cho Jack tất cả, rồi quyết định trở về tìm Colin. Điên cuồng tìm đến buổi tiệc Colin lên biểu diễn một ca khúc. Alai thâm tình tỏ tình với Colin, nói rằng khi mình ở cùng với anh thật sự rất vui, mà Colin cũng luôn yêu Alai. Hai người hôn nhau. Hôm sau Alai nhận được một tin nhắn, hóa ra một trong số những người bạn trai cũ không có xảy ra quan hệ với Alai, Colin cũng chính là người thứ 20 của cô. Alai cuối cùng cũng phá vỡ được lời nguyền độc thân cả đời. Alai đi khắp thế giới để tìm kiếm người yêu, đến cuối cùng mới phát hiện người yêu ở ngay bên cạnh. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review.